Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 10 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp ở huyện Phù Cử. Điện lực Hưng Yên đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cấp điện cho 3 cụm công nghiệp ở Ân Thi. Thành phố Hưng Yên có nhiều cây xanh bị đổ do mưa lớn. Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào ô nhiễm tiếng ồn và không khí từ các làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 tại hội trường trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kỳ họp sẽ xem xét cho ý kiến vào 28 báo cáo tờ trình, tiến hành thảo luận trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, cần có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định của luật chính quyền địa phương. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm thời gian, chất lượng kỳ họp. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cử. Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm cây vải lai u trứng ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Đây là cây vải u trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Vì. Cây vải này được trồng cách đây trên 150 năm, cho quả to, mã đẹp, vị ngon ngọt đặc biệt khác hẳn với loại vải người dân trong vùng vẫn trồng. Năm nay, cây vải này cùng với các cây vải khác được chiết nhân giống đã cho sai quả, dự báo giá bán cao so với các giống vải cùng thời vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cử xây dựng phương án bảo tồn cây vải quý này. Trước mắt, cần có biện pháp chăm sóc bảo vệ mở rộng khuôn viên để cây vải này sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh chăm sóc xử lý những nhược điểm về sâu bệnh, sinh trưởng để phát huy mở rộng tiềm năng lợi thế của giống vải quý này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến kiểm tra dự án cầu Ba Đông và cho ý kiến để điều chỉnh quy hoạch cầu, đường dẫn cầu sát với thực tế, bảo đảm khoa học, lưu thông đường nối hai đầu cầu, đồng thời cho ý kiến về quy hoạch khu dân cư kết hợp với chợ dân sinh, đường nối tỉnh lộ 386 của xã Phan Xào Nam. Đến thăm hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở xã Tống Chân. Đây là hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn, hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn huyện. Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2017 với quy mô 4 hectare, trong đó sản phẩm chủ lực là cây dưa lưới, loại cây trồng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng lưu ý hợp tác xã cần tập trung thâm canh các cây trồng chủ lực gắn liền với truyền thống trình độ thâm canh thị trường để sản xuất bền vững. Thăm vùng sản xuất vải ở xã Tam Đa, hiện toàn xã đã có 150 ha chuyển đổi sang thâm canh vải, trong đó có gần 100 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các diện tích chuyển đổi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương huyện đã chuyển đổi được 600 ha trồng vải, vì vậy huyện Phù Cử cần tiếp tục khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch gắn với quy trình thâm canh của từng cây từng giống, trong đó cần tiếp tục mở rộng sản xuất thâm canh theo hướng Việt Gáp, kết nối cung cầu gắn với chất lượng mẫu mã bao bì và chỉ dẫn địa lý.
chủ động mở rộng giới thiệu phát triển tiêu thụ sản phẩm ở khu đô thị Eco Park và các khu đô thị lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng biểu dương nhân dân các xã ở huyện Phù Cử đã tích cực hiến đất làm đường giao thông, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất như các xã Tam Đa, Phan Xào Nam, Nguyên Hòa. Đây là những mô hình chuyển đổi không để xây nhà trên đất nông nghiệp, các địa phương khác phải học tập. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng áp dụng khoa học kỹ thuật để khắc phục tình trạng vải ra hoa cách năm, tình hình sâu bệnh tác động để phát triển trà vải sớm. Ngành công thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hướng dẫn các địa phương, nông dân những giải pháp để bao tiêu nông sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra đối với Thành ủy Hưng Yên về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và một số nghị quyết kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Kết luận quá trình kiểm tra, đồng chí Phạm Huy Bình đánh giá cao sự nỗ lực của Thành ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh, đẩy mạnh thương hiệu vùng cây ăn quả, nhất là đối với cây nhãn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền vận động bà con nông dân sản xuất theo hướng Việt Gáp. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Bảo Khê, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tập trung cao cho việc xây dựng đô thị văn minh, nhất là trong việc cưới việc tang, tăng cường kiểm tra giám sát đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, phố và kỷ luật nghiêm đối với người vi phạm. Cá nhân, đồng chí bí thư và phó bí thư thành phố cần bám sát vào phương hướng giải pháp của Ban Thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ để đến năm 2020 các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điện lực Hưng Yên đã đầu tư trên 17 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cấp điện cho 3 cụm công nghiệp tại huyện Ân Thi. Hệ thống truyền tải điện đã được triển khai đến 3 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Quang Vinh, Phù Ủng và Văn Nhuệ. Theo đó, công ty điện lực Hưng Yên đã đầu tư trên 17 tỷ đồng để xây dựng 2 lộ dây dẫn truyền tải điện gồm 376 và 378 lấy nguồn cấp từ trạm biến áp 110 kV Kim Động. Đây cũng là lộ trình nhằm thực hiện chủ trương xây dựng tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp dịch vụ và thương mại trước năm 2020, đồng thời giúp huyện Ân Thi nâng tỷ trọng công nghiệp. Nhằm giúp trẻ em ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ có điều kiện vui chơi và học tập tốt hơn, vừa qua Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ trên 3 tỷ 700 triệu đồng xây dựng mới trường mầm non. Trường mầm non xã Lệ Xá được xây dựng trong khuôn viên rộng trên 1.800 m², có quy mô 2 tầng, 12 phòng học, có bếp ăn bán trú và một số công trình phụ trợ với tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ trên 3 tỷ 700 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của xã. Sau gần 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, góp phần xóa bỏ tình trạng thiếu lớp, phải học nhờ ở đình chùa, nhà văn hóa thôn như trước đây. Ngoài việc hỗ trợ xây trường mầm non trung tâm, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới còn hỗ trợ nhà trường nhiều trang thiết bị đồ dùng học tập để cô và trò có điều kiện dạy và học tập tốt hơn. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của mưa lớn tối qua, ngày 9 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có nhiều tuyến đường bị ngập và một số cây xanh bị đổ. Theo thống kê, mưa lớn trong nhiều giờ đã làm 25 tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập cục bộ như tuyến đường Trưng Trắc, Trương Nghị, Nguyễn Thiện Thuật. Cùng với đó là trên 70 cây xanh bị nghiêng đổ, tập trung tại công viên Nam Hòa và tuyến đường Bãi Sậy, đường ADB. Khắc phục sự cố trên, ngay trong đêm và sáng sớm, ngành chức năng đã tiến hành khơi thông dòng chảy và dựng lại cây xanh bị đổ đến 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5. Các tuyến đường đã được khơi thông và toàn bộ cây xanh đã được trồng khắc phục trở lại. Sau hai trận mưa lớn tối ngày 9 tháng 5 và rạng sáng ngày 10 tháng 5, lượng mưa đo được tại huyện Ân Thi là 54mm, làm ảnh hưởng đến 10 ha rau màu tại huyện. Ngay sáng sớm, bà con tại nhiều địa phương đã ra đồng nhanh chóng khắc phục diện tích rau bị ảnh hưởng.
Tại các xã có diện tích rau màu bị ảnh hưởng sau mưa lớn là Hạ Lễ, Hồng Vân, Tiền Phong, Đặng Lễ, bà con đang khẩn trương gạn tháo nước, khơi thông dòng chảy vệ sinh đồng ruộng, nhanh chóng thu hoạch những diện tích rau màu cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch. Đối với một số diện tích ngô bị gãy đổ, bà con đang tiến hành dựng buộc. Tuy nhiên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo tùy thuộc vào từng loại cây, từng giai đoạn phát triển của cây và mức độ bị ảnh hưởng sau mưa lớn, bà con cần có những biện pháp khắc phục, chăm sóc phù hợp. Đồng thời, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi mưa bão xảy ra. Trận mưa lớn đêm ngày 9 tháng 5 tại huyện Tiên Lữ cũng đã gây ngập cục bộ. Lượng mưa đo được tại trạm bơm Triều Dương là 87mm và mực nước cao 1,9m. Ngay từ sáng sớm, bà con nông dân các địa phương đều ra đồng để kiểm tra tình trạng ngập úng. Một số diện tích rau màu ở Hưng Đạo và Thiện Phiến có ngập cục bộ. Nông dân đã chủ động dùng máy bơm dã chiến để tiêu nước. Hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch được 290 ha trên tổng số 450 ha rau màu, còn lại chủ yếu là cà chua, ngô, rau bí, dưa chuột và một số rau màu khác đang cho thu hoạch đợt cuối. Đối với lúa xuân đã trổ bông được 20% trên tổng số 3.900 ha, nhãn cũng đang trong giai đoạn đậu quả non nhưng không bị ảnh hưởng. Còn tại xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu, do vùng lốc cục bộ đã gây tốc hơn 100 m2 mái tôn, 2 phòng học, lớp 3A và lớp 5A và 200 m2 tôn khu nhà để xe của trường tiểu học Dân Tiến. Tại trường trung học cơ sở Dân Tiến, lốc xoáy cũng làm hơn 100 m2 mái tôn và khu nhà để xe bị tốc mái. Ngoài ra, theo vệt lốc tại khu trung tâm thương mại và một số nhà dân hàng quán cũng bị tốc mái tôn, biển quảng cáo, mái ngói. Ngoài thiệt hại về một số nhà cửa, các diện tích chuối đu đủ cũng bị dập đổ khoảng 1,44 ha. Theo ước tính ban đầu, tổng mức thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại Khoái Châu khoảng gần 1 tỷ đồng. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã kết hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đi kiểm tra chỉ đạo sớm khắc phục sửa chữa kịp thời các hư hỏng, chằng chống dựng buộc lại những diện tích chuối đu đủ bị đổ nghiêng để bảo vệ quả. Những cây bị đổ phải tận thu, cây đổ non phải dọn sạch tàn dư thân, không ảnh hưởng đến cây còn lại, đảm bảo mọi điều kiện cho việc sản xuất. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm và bệnh tai xanh ở lợn. Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bên cạnh biện pháp tiêm phòng theo quy hoạch của tỉnh, các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đã triển khai tiêm phòng được trên 2 triệu 500.000 liều vaccine cúm gia cầm và gần 124.000 liều vaccine phòng bệnh tai xanh ở lợn. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, nắng sẽ làm suy giảm sức khỏe của đàn vật nuôi. Do vậy, để ngăn chặn dịch bệnh, bên cạnh biện pháp tiêm phòng, cần phải tăng cường biện pháp khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát và đặc biệt là phải tăng cường chế độ chăm sóc nuôi dưỡng bằng các loại thức ăn có chứa nhiều rau xanh. Khu dân cư Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang được đánh giá là khu dân cư có nhiều hoạt động quan tâm đến hộ nghèo và gia đình chính sách, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ ban công tác mặt trận thôn. Chỉ tính riêng năm 2017, khu dân cư Như Lân có 3 hộ được hỗ trợ, trong đó kinh phí hỗ trợ xây mới là 20 triệu đồng, sửa chữa là 10 triệu đồng. Vào dịp lễ Tết, ban công tác mặt trận của khu dân cư còn tích cực thăm tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, cán bộ công tác mặt trận còn tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển sản xuất nhiều mô hình kinh tế cây trồng mang lại giá trị thu nhập cao hàng trăm triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư hiện chỉ còn 1,9%. Phạm Văn Hị, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, luôn được người dân yêu mến tin tưởng bởi ông là người luôn tận tình với các cuộc vận động phong trào tại địa phương, nhất là cuộc vận động xây dựng khu dân cư 3.0, không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục trong việc cưới, việc tang. Để thực hiện một trong những tiêu chí 3.0, ông Hị đã chủ trì và phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội như cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, thành lập ta đội tự quản về an ninh trật tự tại thôn. Ở một số điểm nóng hay các điểm tập trung đông người như trường học, chợ, được đội tích cực tuần tra, nhắc nhở, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần hạn chế tai nạn xảy ra trên địa bàn.
Bên cạnh đó, ông Hỷ đã cùng lãnh đạo thôn tuyên truyền bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 33 triệu đồng một năm, trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư được công nhận làng văn hóa lần thứ hai. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã trở thành địa chỉ đỏ, là cầu nối để đưa những tấm lòng nhân ái đến với những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp đỡ động viên họ vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 và tháng nhân đạo 2018. Với vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tích cực triển khai cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tạo nguồn lực để góp phần chăm lo giúp đỡ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hàng trăm tổ chức cá nhân tham gia đỡ đầu hỗ trợ thường xuyên cho 500 đối tượng và hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật. Điển hình là các cá nhân, ông Nguyễn Hồng Kỳ, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, ông Đỗ Văn Cần, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, ông Trần Xuân Thực, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo và nhận hỗ trợ thường xuyên cho các cháu mồ côi, người già cô đơn. Xuất phát từ cái đáy lòng của mình, mà mình đã qua cái nỗi khổ của mình. Bây giờ cứ nhìn thấy những gia đình, những con người mà ta có những hoàn cảnh éo le, có những khổ ấy là động lòng lắm. Bản thân tôi thì cũng sẵn lòng để mà chia sẻ những cái đau khổ của những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tại địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm vận động tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ đối tượng chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã vận động được trên 25,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã hỗ trợ cho 34.135 lượt người với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng bằng các hình thức như hỗ trợ xây sửa nhà, tặng bê sinh sản, hỗ trợ giống vốn, khám bệnh, cấp thuốc, tặng đồ dùng sinh hoạt. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam hàng năm được triển khai đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia. Xuân Mậu Tuất 2018, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã trao trên 23.261 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khó khăn trong dịp Tết với tổng trị giá trên 7,3 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch Trung ương hội giao. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để nó có cơ chế chính sách phù hợp với cán bộ làm công tác chữ thập đỏ. Cùng với đó thì tôi sẽ nghiên cứu triển khai các cái mô hình mới, đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền để vận động các tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia cùng với Hội Chữ thập đỏ các cấp. Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực cụ thể đó không chỉ góp phần cùng toàn đảng, toàn dân chung tay chăm sóc giúp đỡ các đối tượng nghèo, tàn tật, cô đơn, không nơi nương tựa, rủi ro, ốm đau, mà còn nhân tiếp lên truyền thống đạo lý, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Hiện nay, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, các làng nghề mộc đang phát triển mạnh với 100% số làng trong xã làm nghề và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề. Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình tại đây, thì vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và không khí rất cần được quan tâm giải quyết. Do các công đoạn trong sản xuất đồ mộc dân dụng và mộc mỹ nghệ đều gây ô nhiễm môi trường sống như phun PU, vét ni và phun sơn, bụi gỗ và đặc biệt là tiếng ồn từ các máy cắt phá tạo form cho sản phẩm trong chế tác gỗ mỹ nghệ. Đề nghị cấp trên là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch làng nghề cho địa phương để khắc phục cái tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất làng nghề. Thống kê cho thấy năm 2017, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đạt trên 268 tỷ đồng từ 4 làng nghề mộc, chiếm 54% tổng giá trị sản xuất của xã. Theo đó, toàn xã hiện có 400 hộ trực tiếp tham gia sản xuất đồ mộc các loại với trên 1.000 lao động thường xuyên và 200 lao động thời vụ đến từ các địa phương khác. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và không khí của các làng nghề rất cần chính quyền xã quan tâm giải quyết nhằm đảm bảo phát triển nghề mộc ở đây một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Văn Lâm phát triển nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, cần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang sông Kim Sơn,
thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.